lâu nem bắt ôm rồi anh em nói đi ngang rồi gặp cái tướng đâu cục quay ra bây giờ mọi người nào đó mọi người mẹ không người nữa người mọi người thấy không mọi người nữa người nó làm quen đấy nước mặt là trời vít thì trời mặt là khủng khiếp mặt mọi người ơi mặt ô mặt mọi người ô khủng khiếp đúng không gắt lại nha gắt lại đi gắt lại đã như vườn có yêu không à không à quá mọi người đã luôn từ từ thôi dễ kéo nó đã mọi người mặt à mình nhìn dễ vậy Vũ ơi ngâu mặt trời cắt nhanh gắt là vậy đó không nè ngã mọi người mặt mọi người đã không mặt mày này dưới đây nó không được vô mặt cái lắm nha em mua mặt ong thì liên hệ mình nha ông vừa ăn mặt có đầy đủ nhấc tàn về quá rồi nha người ngồi dưới được rồi ngọc đã đi ba người ngồi lên đây rồi tới không sẽ tới nghĩ được rồi để đứng cái cỏ lại đi thôi coi đi nó thuốc mà đeo mọi người rồi có ông nào khác mình quay cho mọi người xem nha ngồi tiếp theo nữa mọi người nè mọi người đấy gặp ngồi tiếp theo nè thấy không ông mọi người đó nhưng mà ta chỉ luôn quá rồi tới cả không nổi một bờ hai ổ liền kèo luôn đã dữ người ta rồi ok nè mọi người vậy cái hơi hỏi được nhẹ nha món này mà cũng được nha bít nắp luôn nha ơi ngon rồi đã gì nè mặt ngon mọi người ngon mặt trời nhìn dễ lắm mọi người ơi quay người xem đây quay người xem đây có xin vô mặt mọi người ngon mặt trâu ốc mặt trời má ơi mặt con người khủng lắm khủng mọi người ơi tấm trên cây nổ nha mọi người quá mọi người ơi gắt đạn lên đó quá mọi người ơi cắt chết đi ừ cắt đầu đó đi Vũ đi ừ túa mọi người túa rồi cái sảy mặt trời ơi mẹ đầy lắm đầy à bẻ tàn cho nó cắt cái nhánh á cắt cái nhánh này gắt lại đó em đây nè mặt nó mọi người ô mặt nó đầy trời cả mọi người ô mặt nó biết mặt mọi người ơi trúng lượm cười mọi người đá không mặt trời ơi trời mặt trời khủng 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 mọi người nó rất hay nha quá luôn bệnh em mà chừng nào có gọc có không kêu nem anh em coi cho anh em xem ừ có đeo mọi người cái là bật cái dao rồi má ở nào nó lấy trời nó bự mày chụp cái nó mà chụp cái không có phóng qua luôn này ừ nè chụp cái nè chụp tao cái nè chụp mặt cái đi